kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết cuối ngày 5 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày mai thì giải thời tiết xấu nằm vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ vẫn gây ra mưa rào và dông. Đặc biệt là những cơn mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi tại khu vực vùng núi. Riêng tại khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa phân bố không đều. Thời gian mưa thường xảy ra vào chiều tối và đêm và đôi lúc thì trời vẫn có nắng và khá là oi nóng. Mưa dông đến bất chợt và phân bố không đều, một số nơi có mưa với lượng lớn nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao, nhất là đối với nền đất yếu và đã bị sụt lún từ trước. Người dân sống tại vùng núi phía Bắc cần hết sức cảnh giác với nguy cơ này. Sang đến ngày 7, ngày 8 thì dự báo giải thời tiết xấu suy yếu dần, mưa sẽ giảm đi cả về diện và lượng và sẽ chỉ còn xảy ra dưới diện rải rác nhưng mà vẫn tập trung nhiều hơn ở các tỉnh khu vực vùng núi. Đã sang tiết lập thu nên nhiệt độ trong những ngày tới tuy tăng nhẹ nhưng mà không cao. Nhiệt độ vào trưa chiều dao động xung quanh ngưỡng 32 đến 34 độ. Trên khu vực phía Bắc của miền Trung bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, ban ngày có nắng gián đoạn và chiều tối có mưa dông rải rác trong khoảng 2 ngày tới. Sau đó đến ngày 8 tháng 8 thì trời hầu như không mưa, ngày có nắng và nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 34 độ. Còn các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, mưa dông tại đây chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối, còn ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 32 đến 35 độ. Thời tiết ít mưa và nắng không quá gay gắt sẽ thuận lợi cho hoạt động du lịch tại các bãi biển miền Trung. Những bãi biển như Nhật Lệ, Lăng Cô, Mỹ Khê, Nha Trang, Cà Ná hay là Mũi Né đang là điểm đến lý tưởng cho mùa du lịch này. Đây đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa phương Nam, dự báo những cơn mưa dông liên tục trút xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong suốt những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trong đêm nay và ngày mai thì mưa dông vẫn có khả năng lặp lại và sẽ xảy ra trên diện rộng, trong đó nơi có mưa nhiều hơn cả sẽ là các tỉnh khu vực phía Nam Tây Nguyên như là tại Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng ngày 7, ngày 8 thì cùng với sự suy yếu của gió Tây Nam, mưa cũng sẽ giảm dần cả về diện và lượng, đồng thời nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Chuyển sang phần dự báo thời tiết biển, thưa quý vị, từ ngày mai cho đến khoảng ngày 8, ngày 9 tháng 8, gió Tây Nam trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có xu hướng hoạt động mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngoài ra, mưa dông cũng sẽ xuất hiện ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, khiến cho tầm nhìn xa tại đây bị giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy không an toàn cho hoạt động hàng hải trên các vùng biển này. Còn tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy, tàu thuyền không nên ra khơi. Thưa quý vị, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông trong ngày 6, sau có mưa dông rải rác tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi. Còn các tỉnh ven biển miền Trung ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông trên diện rộng vào ngày mai, sau có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Bản tin thời tiết đêm nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.